Kim ngạch xuất nhập khẩu trong 8 tháng đầu năm tại Đà Nẵng cũng như nhiều địa phương đều giảm sâu, kéo số thu ngân sách của ngành hải quan sụt giảm. Trong bối cảnh đó, toàn ngành hải quan đã áp dụng nhiều giải pháp gỡ khó như tiếp tục cải cách hiện đại hóa, phát triển quan hệ đối tác hải quan doanh nghiệp và các bên liên quan nhằm tạo thuận lợi thương mại, thúc đẩy xuất khẩu. Theo số liệu thống kê, đến trung tuần tháng 8, tổng thu cân đối hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn Đà Nẵng chỉ đạt gần 1.600 tỷ đồng, giảm gần 54%, tương đương giảm hơn 1.800 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022. Trong tháng 7 và tháng 8, tình hình xuất nhập khẩu tại Đà Nẵng dù có khởi sắc so với nửa đầu năm, nhưng tính chung cả 8 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt chưa tới 2 tỷ đô la Mỹ, giảm 19,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa 8 tháng đạt hơn 1,2 tỷ đô la Mỹ, giảm 14%. Nhập khẩu hàng hóa ước đạt hơn 700 triệu đô la Mỹ, giảm 27%. Trước bối cảnh này, ngành hải quan đã triển khai nhiều hoạt động tích cực nhằm khắc phục khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong xuất nhập khẩu. Để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, thì Cục Hải quan tăng cường triển khai có hiệu quả quan hệ đối tác hải quan doanh nghiệp, chủ động thăm hỏi và nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan. Đồng thời thì Cục Hải quan cũng đẩy mạnh triển khai công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực hải quan, tập trung triển khai cái chuyển đổi số, thực hiện hải quan số, hải quan thông minh, hiện đại hóa công tác kiểm tra giám sát để tạo thuận lợi hơn nữa trong thông quan hàng hóa được nhanh chóng. Hiện nay, ngành hải quan đang đẩy mạnh triển khai thực hiện chiến lược phát triển hải quan đến năm 2030, hướng đến mục tiêu xây dựng hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại với mô hình hải quan thông minh. Trong 8 tháng qua, cơ quan hải quan đã tổ chức hàng chục buổi đối thoại trực tiếp và trực tuyến để giải đáp các ý kiến vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, qua đó tiếp tục cung cấp thông tin về một số quy định mới, giải đáp và tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện chính sách, thủ tục hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn quản lý. Đây là một trong những cái câu chuyện khá là phù hợp, bởi vì trong các hải quan thế giới thì họ có những cái nguyên tắc, trong cái khung nguyên tắc, khung tiêu chí cho các hoạt động của hải quan thế giới. Và với một cái cách tiếp cận như vậy thì ngành hải quan mình cũng có những cái tiêu chí, cũng có những cái nguyên tắc trong cái hoạt động ngành hải quan để làm sao giúp thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Và việc doanh nghiệp tham gia vào cái chương trình này thì cũng giúp cho hiểu biết hơn về các cái nhiệm vụ của hải quan, cũng như là hỗ trợ cho cái hoạt động quản lý về thông quan tốt hơn của cơ quan hải quan. Cho đến thời điểm này, ngành hải quan đã ứng dụng 100% công nghệ thông tin trong đánh giá quản lý rủi ro thông qua các bộ tiêu chí. Các chỉ số của doanh nghiệp có sự trợ giúp của ứng dụng Venus V6. Đã có 73 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên thông qua ứng dụng. Đây được coi như một chứng chỉ đảm bảo về độ tin cậy, năng lực kinh tế và tính tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp. Đối với mức độ tuân thủ, tức là tất cả các thông tin xử lý tờ khai hải quan, các thông tin xử lý vi phạm và những cái thông tin cơ quan hải quan thu thập được thì sẽ được nhập vào hệ thống, và định kỳ hàng ngày là cơ quan hải quan đã đưa ra cái mức độ tuân thủ và mức độ là hạng xếp hạng rủi ro của doanh nghiệp tự động, và trên cơ sở đó là đã giúp ích trong cái việc phân luồng tờ khai cũng thông qua hệ thống một cách tự động. Song song với công tác tạo thuận lợi thương mại thì Cục Hải quan thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp chống thất thu có trọng tâm, trọng điểm như tập trung rà soát, kiểm tra đối với mã số, thuế suất, trị giá, số lượng, CO, các trường hợp miễn giảm, hoàn, không thu thuế, loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất nhập, tạo tài sản cố định theo dự án ưu đãi đầu tư, đảm bảo đúng đối tượng và đủ điều kiện, tăng cường quản lý giá xe nhập khẩu phi mậu dịch theo quy định của Tổng cục Hải quan, kiểm tra kiểm soát các trường hợp miễn, giảm hoàn, không thu thuế, đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích và tuân thủ các quy định của pháp luật.